anh nhá, chào mọi người nhá, chào mừng bạn có trở lại với channel của mình là từ hồ đây. Chào mừng gặp mọi người, chúc anh em phút giây thoải mái và thư giãn xem clip mình. Em đừng quên like nhá và xem video rồi mình nhớ đăng ký kênh, nút đăng ký ngay bên góc trái màn hình này, đăng ký lên và bật cái chuông thông báo để nhận tất cả video mới nhất và sắp tới của mình nhá. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nhá, ăn xôi bánh mì ngon miệng nhất và xem video mình cách vui vẻ như thoải mái nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, vậy là trước khi bắt đầu video thì mình có đôi điều muốn nói, đó là cái video này thì mình đã nói ngay từ đầu, anh em đừng có đánh giá quá cao về mình. Đó, mình làm video hướng dẫn thì là chỉ là hướng dẫn anh em những cái cần thiết thôi. Còn nó cách cày là cách cày riêng của mỗi người. Mình nói là mỗi anh em có một cách cày riêng. Anh em thích cái tích 10 cái việc của anh em, mình đâu thích tích 10 đâu, mà mình thích phá kim cương thì mình đua top thì kệ mình. Nhiều anh em vào comment bố này phá kim cương quá, mình thích phá kim cương mình phá chứ. Đây là cái cách đua top của mình. Đó. Còn cái đầu tốt của anh em như nào thì comment phía dưới để mọi người cũng biết là tham khảo. Còn đâu mình chỉ anh em những cách, ví dụ như là ngày hôm nay anh em nên làm gì. Đã như ngày hôm qua là x10 thì tối hôm qua đã có 2-3 bạn x10 được rồi. Đó, nhưng qua mình không tích thôi, hôm qua mình cũng tiêu 3k kim cương. Hôm trước mình tiêu 3k kim cương là mình tiêu hơn 6k kim cương. Nếu mình tích thì mình cũng đã x10 được rồi, nhưng mình không tích. Mình nói ngay từ hôm trước đua là mình đã nói là mình cày theo cách của mình. Đó, mình không tích là mình không tích. Đâu mình vẫn khuyên anh em tích. Đó, mình vẫn chỉ cho anh em ngày thứ hai nên làm gì, ngày thứ ba nên làm gì. Đó là công việc của anh em. Còn đâu mình cày theo phong cách của mình. Đó, miễn sao mình vẫn đưa được với anh em là được rồi. Và cho anh em nó gặp ok đại chiến chưa chưa, nếu chưa ghé xuống link shop nha, link shop mình để phần mô tả đó, cái qua link shop và xem con ạc nào thì ủng hộ mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và anh em nào có nhu cầu mua bán thì liên hệ với Facebook của mình nhá, cái Facebook mình cũng đang ở phần mô tả luôn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, trở về game. Trước tiên thì chúng ta qua con ạc cao của mình để điểm qua thời tiết ở bên này nha mọi người nhá. Đây, hôm qua nhiều bố bảo thằng này nó bốc phép lắm. Đây, ok, mình sẽ quét ở đây coi anh em xem. Ở đây sẽ có khu vực quét tháp nha. Ở đây có khu vực quét tháp này. Đây, để cho anh em xem là quét tháp nó có ra được đá mega rồi các thứ không đây. Ok, qua, ra quả táo luôn. Đây, anh em có thể thấy nha. Đây là quét ở khu võ đài này. Đây có cặp thẻ pro nha. Đó. Hôm nay thì không ra, ở đây là không ra được đá mega. Ok. Ở đây là tháp PK đây anh em. Anh em thấy tháp PK rất là vô vàn đồ này, đá tỏa sáng này, hộp dương nó skill này, thẻ gộp này, đá mega này. Đó. Thẻ pro, thẻ tiến hóa này. Ngoài ra được cả vé cao cấp và vé thường nha. Hay được vé cao cấp nữa đó. Thế mà anh em bảo là không ra. Không chịu, tùy mỗi người thôi. Tiếp theo là quà gỗ, quà Giáng sinh. Anh em đã nhận hết chưa? Để tranh thủ một nhận. Hôm nay thì ngày thứ 6 máu đổ về team nên là sáng ra giờ chưa có vần gì hết. Anh em đến cái tòa sáng này nó không hiện gì hết luôn, mình chịu, chả biết sao. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua thời tiết trước nha. Ok, sáng nay thời tiết có gì nào? Trời bao đẹp anh em. Wow. Báo cát và mưa nha. 12:28 đến 14:28, 16:35 đến 17:35 để xem là hướng dẫn là xem báo cát có gì nào ở bên cung thường thôi, chứ đâu bên cung kia thì chắc chắn là chưa đủ tuổi. Mưa thì có gì có con ghim hộp pa này ấy, chắc có cái con sâu này thì tranh thủ trưa hôm nay bắt mưa này anh em này. Báo cát bên này có rắn đá nha anh em nhá, rắn đá này. Đây, mấy con này chỉ bắt về gia tăng bộ sưu tập thôi, chỉ làm rồng lên thế anh em vào bắt gia tăng bộ sưu tập cũng được. Đấy, nói chung đi mình sẽ bắt. Ok. Đó, anh em nhớ nha. Đây, cho anh em xem lại không nhớ. Anh em bảo sáng ra anh làm video hướng dẫn thời tiết sáng nào thì có. Anh em cứ nhớ video buổi sáng là có hết á. Đây, báo cát và mưa nha mọi người nha. Ok, giờ thì mình sẽ qua con ạc chính của mình. Ok. Chúng ta cùng vào ạc nào. Hôm nay thì chắc chắn sẽ một câu hỏi anh em hỏi mình sẽ còn nhiều hơn nữa, đó là anh ơi có chơi YouTube không? Cái đấy tùy mọi người thôi, thật sự mình chịu. Cái tùy anh em thôi, mình thì mình cứ điêu thẳng team mình lên. Bây giờ đua thì có 7 ngày thôi, bởi vì mình chơi mình nói rồi, mình với bác Miu chỉ đua nhau 7 ngày thôi. Đó, hai anh em thì đua với anh em chỉ có 7 ngày thôi, còn đâu anh em thì chơi sau nữa thì anh em cứ điêu dâng cấp team dần lên. Nhưng đâu như mình thì mình đến anh em mình tích kim cương x10 mình còn không một tích, nên là mình là có chủ ý riêng. Đấy. Làm cái gì không được làm. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi ký nhận nhá. Đó, ký nhận này. Nhận quà VIP. Đó, thu cưới. Ây chà, chuẩn bị nhận thêm điểm gộp này. Hôm nay ngày cuối, ngày thứ 3, ngày cuối đôi bét nhưng mà đùa thiệt. Wow, x10 mắt sắt đâu này anh em này. Con đấy nhỉ. Server này thôi, chứ server kia thì có.
ưu đãi Pikachu quả biếu khủng. Đây rồi, mua luôn. Ưu đãi level, thể lực vừa level, xếp hạng tiêu phí, xếp hạng nạp, chủ nhà thủ cưới, lục chiến và khu này level. Ok, mình sẽ phân tích một số vấn đề chuyên sâu, ví dụ như là anh em hôm qua có một số anh em hỏi mình, đó là đầu tiên là anh ơi cái thẻ pro server mới kiếm đâu ra, như công qua mình cũng quét hết rồi, à mình còn quét ra là cái pro tím hết rồi anh em, hết rồi cái thẻ pro quét bét đấy thì kiếm ở đâu. Ok, đây là cái anh em hỏi là cái thẻ pro quét đây này, đó hôm qua mình quét cho con tối qua thì mình vẫn ai thêm 4 cái. Bây giờ server mới ấy, thì anh em ra số quét kiếm ấy, mình sẽ chỉ cho anh em ở một số chỗ. Đầu tiên thì chắc chắn là không thể bỏ qua đó là vẫn là tháp BK đây anh em, hết xui thôi, bởi vì bây giờ anh em đâu có được nhiều tầng đâu, đây mình có chuyển lên được 6 tầng nữa này, mua luôn đi tính sau. Mở, ok mình sẽ mở luôn 50 phát đó. Cái này thì anh em mở nó thuộc dạng nó cũng hên xui thôi nha mọi người nha. Đây thẻ gộp này, đó hên xui thôi chứ còn đâu cũng chưa nó chưa được. Ở đây thì nó cũng có anh em gọi hên xui, bởi vì bây giờ server mới thì nó hên xui lắm, nhưng mà ở đây thì chắc chắn là có này, định mệnh. Ở đây đấu định mệnh thì anh em chỉ cần bắt gặp một bạn nào đấy thì đây. Còn đâu vấn đề thắng hay thua nào mình chưa nói trước nha. Vấn đề là anh em gặp được một bạn đó này. Đó là anh em có thể thắng anh em được 2 vé, nó thua thì anh em được 1 vé pro này. Đó. Ngoài ra pro này thì anh em có thể đi ở phó bản nữa. Ở phó bản là tinh anh nhá. Ở bên tinh anh có thì phải, bên tinh anh. Ủa bây giờ tặng thẻ accept rồi. Phải là bên thường rồi. Có nghĩa là một trong hai bên thì chắc có một bên nó tặng. Ở đây pro đây anh em, đó thẻ pro đấy. Đây bên tinh anh hình như cũng có mà mình không nhìn kỹ. Đây, đó, 4 thẻ ở lại khi anh em full sao, 4 thẻ nữa. Đó thì anh em cứ vận lại lên nhận thôi. Đó thì server mới thì anh em trực kiếm ở đây thôi, không tối anh em farm boss thế giới á. Bởi vì boss thế giới mỗi ngày anh em đánh xong nó sẽ cho tỷ lệ rơi đá mega tùm lum nhiều lắm. Nói chung là vẫn vào nhân phẩm thôi. Đấy nhiều anh em giờ VIP không ấy, còn chưa vượt được đến này ấy đâu, nhưng mà đã tiến hóa được cháu Mew lên phân cháu, nhiều cháu lên được tầng 3 rồi anh em, thân mật 30 rồi. Đấy mình đã tiến hóa đâu, từ hôm qua test nhân phẩm đen thôi rồi. Bị nhiều anh em chửi nữa, thằng này phá vàng như gì. Ừ thì mình phải phá vàng anh em, bởi vì mình nói là cách chơi của mình. Mình là chuyên gia săn thông ở đây. Và đúng lần này cày đua với anh em thì mình khá là đen. Chứ thường thì chiến trong vòng ngày thứ hai là mình đã đủ quả thông rồi, mà đến giờ phút này đây, mình có thể cho anh em xem luôn. Mình mới được có 3 quả thông. Khá là đen luôn, thật sự. Đây, đua với anh em khá đen. Có thể tùy anh em bảo chứa thì tùy mọi người đâu. Ok, chúng ta sẽ nhận quà về đó nào. Và sẽ tiêu thụ quà. Xong mình sẽ nói tiếp đến vấn đề đó là thân mật. À, thể lực. Hôm qua cũng rất nhiều anh em hỏi về vấn đề là thể lực nữa. Ok, giờ thì mở bóng sao giá gì ngon nào. Đấy, đúng rồi. Đây, một cái này ngon rồi, một cái này là êm rồi. Chuẩn bị lên cấp đủ cái là quất xả thôi. Ok. Nói chung số mình nó khá là đen. Đấy, mái vẫn chưa ra được cái cần tìm anh em. Thể lực thì bây giờ xem vào mới thì anh em có thể kiếm ở đây. Đó là khu vực tiêu phí nhá. Tiêu phí anh em thì kiếm ra thể lực này. Đó. Ok, sáng nay cũng nỡ rồi, mình sẽ làm thêm một tí nhân phẩm coi nào. Mong sao bác giáo sư bác ấy thương mình, bác ấy cho phát. Bỏ đi. Heaven. Nói chung thế bây giờ thể lực thì anh em chỉ có kiếm một khu vực tiêu phí là một nhá. Tiêu phí này. Mua và lên cấp, đó là ba lời anh em có thể kiếm bây giờ. Server mới này thì anh em chỉ có thể kiếm ở ba lời đấy thôi. Đó thật sự là ba lời, nhưng mình nói thật chỉ có ba lời đấy là anh em có thể kiếm ra thể lực thôi. Chứ đâu giờ thì cũng khó lắm. Ok, giờ thì mình sẽ bút con thủ cưới mình lên một phát nào. Nhận thêm quà về, thêm 50 quả thể lực về nữa. Don't lưu ra phát. Ok. Rồi, giờ thì mình bắt đầu đi xem nào. Cháu Mew nào. Đâu rồi, Mew mới về đâu. Đây. Nhiều anh em bảo có chơi này không. Ôi dù cộng đam trừ crit rồi à. À trừ đam cộng crit mà. Ngon, tính cách ngon đấy.
chơi không tùy anh em, chứ đâu mình vẫn không chơi. Mình thì giờ vẫn cứ tập trung đun niu mấy cháu này thôi. Đó, mình thì vẫn cố gắng nâng cấp để chơi mấy cháu này, mình cũng lên được level 37 rồi anh em. Đó. Anh em lên được level bao nhiêu rồi? Rồi cuối cùng Pikachu cũng đã có một cái cộng 3 và đã có sức mạnh rồi anh em, sẽ gia tăng thêm 15%. Giờ thì đi huấn luyện thôi. Giờ sáng nay thì muốn là lực chiến sáng nay giờ chỉ có đi huấn luyện thôi anh em nhá. Sáng nay giờ làm này chỉ có đi huấn luyện thôi. Đó. Giờ sáng nay thì chỉ có huấn luyện mới ra mới lên được lực chiến thôi anh em. Cho nên cha rắc cho nên cộng 10 luôn. Vừa chọn đủ à? Chắc cho cha rắc lên cộng 10 trước anh em. Hai con kia cho lên sau. Cha rắc cần hơn mà. Cho cha rắc anh lên anh em. Cho lên luôn, không dài dòng. Ok, còn 40k lực chiến rồi. Đấy, lại có kim cương. Đấy, anh em gọc ben lên là lại có kim cương thôi. Đấy. Lại ăn thể lực ở cái ôi vần tiêu phí. Đó. Lại ăn quà thể lực lại có kim cương. Đấy. Nói chung là xe vào mới giờ sáng ra thì anh em cứ tranh thủ đấy thôi. Giờ mình sẽ làm phát chạm trán ở bên đây còn nhận được thêm đây nữa anh em chuẩn bị lại. Sáng ra nói chung sáng ra là cày lên cấp rất là nhanh. Anh em cày nhanh chóng cày lên cấp để mà đua với mọi người nhá. Đây mình sẽ đi định mệnh để nhận một cái thẻ pro này cho anh em xem. Ok. Chiến thôi. Đấy, bên đầu bạn còn chả rắc rất là khỏe luôn, nhìn là thấy nó lên được thân mật trên 30 rồi. Đấy, khá là hên, nhìn đã biết là hên rồi, tay hên quét ra được nhất là shop ấy, nhiều khi anh em vào shop là mua được chứ đâu, thật sự mình nói thật nhân phẩm này mình quá đen luôn, và shop mình còn reset cả shop mà cũng không ra được cái thứ mình đang tìm. Đấy. Mặc dù cho thế nào nhưng nữa mình được chiến vẫn cao hơn. Đó, dù anh em có công nhận hay không thì được chiến mình vẫn cao hơn thế thôi. Đấy, lực chiến mình vẫn cao hơn 118k rồi. Đấy là hôm qua, như anh em bảo thấy nó cứ biện lý do tùy mọi người đâu, mình vẫn nói rồi. Chứ đâu hôm qua nó thẳng ra, sáng qua mình chả cày, sáng qua mình phải đi làm. Cái sáng qua mình mà cày được thì nó mọi chuyện nó lại ở diễn biến ở một câu chuyện khác rồi anh em. Cứ hạ này trước đã tính sau. Thích gây choáng cũng được, tùy thôi. Đó. Thích gây choáng cũng được, tùy thôi. Đó. Nói rồi, thích gây choáng được rồi. Đấy, giờ còn một mình cháu này ạ. Ui dồi ôi, nhìn nó vụt cho. Đau hết cái đầu vào anh em, uống tin nào. Đấy, cú vụt cuối cùng nào. Đó, giờ được hai cái pro cho anh em. Đấy, hai cái thẻ tại pro này. Đấy, khá là êm. Đó thì anh em ở đây, thua anh em được một cái mà. Chứ anh em bảo là thế em đánh không lại thì sao. Thua vẫn được một cái nhá. Đó, thua anh em vẫn được một cái pro, không phải no. Đấy, ngoài ra thì không thì được vé cao cấp. Đấy, anh chả đã chơi mưu nhanh thế nhỉ. Đâu server 631 mà, mình tưởng server mình. Vào làm trận chiến anh em, đấu mưu cũng hơi bị ức chế đấy. Gặp con mưu nó hơi bị ức chế đấy, làm trận nữa. Đấy, nói chung ngày thứ ba này, mục tiêu ngày thứ ba bây giờ thì anh em là chưa x10 được. Thì cố gắng tích kim cương x10, mình không x10, mình nói thẳng mình không x10 nhá. Điều đâu hôm nay có anh em nào đầy đủ được x10 này, mốc 5k này, nếu mà thích thì em đây mình làm video cho anh em xem và chơi luôn. Đâu mình thì mình không x10 nên mình nói thẳng, không khi anh em lại bảo nói mà sao anh không x10 đấy. Mình là mình không x10 vậy thôi. Úi giời, vụt chết con mưu đầu tiên. Vì mình thường mình cày là mình hay vậy lắm, mình chẳng mấy khi giữ kim cương đâu, mình toàn phải toàn tiêu quá. Mà toàn tiêu những việc không đâu á, nên thành ra là chẳng mấy khi x10 được. Đấy. Tính mình là hay cứ bị gậy anh em. Đấy chà. Úi giời ơi, rồi mày cắn nó không chết thì mày chết, thì bên mày chết với tao. Đó, mày cắn nó chết thì không sao, chứ mày cắn nó không chết thì mày chết với tao. Mày chết với tao. Đó, mày cứ cắn nó chết đi, mày không cắn được nó chết thì mày chết với tao. Mày chết với tao. Đó, sáng nay nhai được ngay hai cái thẻ pro ngon lành anh em, có thể là 4 cái nhá. Đó, 4 cái thẻ pro. Đấy, tí vượt giải nó kiếm thêm vài vé nữa, làm phát reset. Nó chờ đâu cho mình ra reset luôn. Đó.
Đấy, còn phát nữa này, tưởng đường tháp pro đấy không được vé đấy, khá là êm. Ngoài ra tháp pk đây anh em vừa thấy lên này. Ở mình sáng nay mình chưa đôn new được chiến đâu, từ sáng nay còn cái chỗ này nữa anh em đã đi chưa, nhớ cái này lúc nào mà đi full nhá. Te mình đủ 3 con mà đi luôn, đồng đội 2 con đủ luôn đấy, đơn bước đấy. Anh em cứ tính toán cho đi đó, phải đi cái đấy là phải đi, đi thì mới lên lực chiến được. Ngày số 2 này thì đâu new cái này thôi, tùy mỗi người nữa. 119k lực chiến rồi, tí mình đi lên vượt lên tháp thì nữa là lại lên lực chiến thôi. Bây giờ thì có thẻ pro rồi. Rồi hôm qua đang reset giờ cháu nào nhỉ? Ở đây như cháu này. Rồi giờ tích 10 cái anh em, tích 10 cái quét rập vào đồ tím cho nó ngon. Không vội. Đó, anh em thấy không? Buổi sáng nhẹ nhàng chào đón, buổi sáng nhẹ nhàng thì mình cũng đã lên được 119k lực chiến rồi. Giờ thì mình bắt đầu vượt ải cũng như các thứ, thì hẹn gặp anh em vào buổi live chưa live và lên vào buổi live chưa live và đi cày cùng mình nha mọi người nha. Ok, video sáng nay của mình kết thúc thôi. Hẹn gặp bạn ở video theo nha. Bye bye, chúc anh em xem video vui vẻ và nhớ đừng bỏ qua cái chiến này nha. Đó, nhớ phải săn liên tục, mình cũng đi săn này kiếm thêm điểm mà lâng được chiến nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video theo. Tạm biệt mọi người nha.